tính ra trong lớp Phong em không kiếm được bạn nào khác chọn thành thú y giống em. Trong lớp cũng vậy, chọn theo hóa sinh thì khá là nhiều, mà thú y thì em cũng thấy không thấy nhiều người. Em tên là Trần Nguyễn Đức Phú. Em vừa mới tốt nghiệp cấp 3 tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Sắp tới tháng 2 thì em sẽ đi du học Úc, thành phố Perth để học ngành thú y ở trường Murdoch. Từ lúc mà chị đi du học rồi thì từ lúc đó thì trong người mình cũng phải đi theo chị chứ, cũng phải được bằng cho chị chứ. Thì lúc đó với lại sau đó thì mình lên cấp 3. Năm cấp 3 thì ba mẹ cũng muốn mình là nghĩ về tương lai, nghĩ về những cái gì mình chọn để mình làm sau này. Thì cũng mới bắt đầu nói với ba mẹ là vâng, muốn đi đi theo chị đi nước ngoài. Cũng là từ hồi học cấp 3 thì em kiếm Murdoch thì cũng là nhờ ba mẹ với giờ chị. Bởi lúc đó là thường là ở nhà gọi điện cho chị rồi nói là em muốn theo học thú y, thì chị cũng giúp đỡ, chị lên kiếm trường của Úc cho, thì chị cũng kiếm được Murdoch. Rồi giờ ba mẹ lên Innet thì Innet cũng khuyến cáo mình theo Murdoch, rồi mình chọn Murdoch. Về việc điểm đầu vào của Murdoch cao thì đúng là cao, và trong trường thì mình phải cố gắng rất là nhiều, nhất là về hóa. Không biết là hóa cấp 3 ở Việt Nam hóa là cái là ác mộng của học sinh cấp 3, là mình cũng phải cố gắng để đạt được cái điểm đó cho mình đó. Dạ, trong lớp Phong thì em học chuyên tin học thì lại theo lập trình, nhưng mà trong những cái lúc cấp 3 thì mình lại có suy nghĩ một chút về trong cái ngành lập trình, và mình không thích ngồi phòng máy nhiều quá, bởi vì thường là bây giờ ở nhà thì cũng đã ngồi rất là nhiều rồi, mà em muốn ra ngoài thêm một chút nữa, em muốn tiếp xúc. Thì từ nhỏ mình đã có yêu thích với lại động vật rồi, với thiên nhiên, như vậy em nghĩ là chọn một cái ngành theo thú y thì một là mình được ra ngoài tiếp xúc hơn với tự nhiên, hai là lại theo một cái môn hóa sinh lại giống ba mẹ, bởi vì ba mẹ cũng cả hai đều theo ngành y. Tính ra trong lớp Phong em không kiếm được bạn nào khác chọn thành thú y giống em. Trong lớp cũng vậy, chọn theo hóa sinh thì khá là nhiều, mà thú y thì em cũng thấy không thấy nhiều người. Nhưng mà theo nhiều kinh nghiệm mà em hỏi những người khác thì ngành thú y cũng là ngành đang đi lên, cũng là ít người theo nhưng mà vẫn đang phát triển. Tính về việc thú cưng bị bỏ rơi thì ở trên thế giới là rất là nhiều. Nhưng mà đó cũng là một trong những điểm mà em muốn phát triển hơn ở Việt Nam, là những cái dịch vụ đi đi cứu thú cưng. Bởi vì ở nước ngoài là cái việc animal rescue nó rất là tốt, nó tốt hơn Việt Nam rất nhiều. Tính về việc thú y ở Việt Nam thì cũng đang rất là phát triển. Có những cái bệnh viện thú ở quận 7, quận 5 đang được xây dựng. Thì em cũng muốn góp một phần đều đó cho nước người dân Việt Nam. Dạ, tính ra thì em học 3 năm, xong rồi nếu có khả năng được thì sẽ học thêm 4 năm để hoàn tất. Dạ, tính ra thì cũng sợ, cũng chưa có biết, bởi vì tất lạ mà, tất ngoài cũng không có người thân bên mình. Nhưng mà mình đã chọn là vì tương lai thì mình cũng phải cố gắng. Em nghĩ là nếu mà các bạn chọn theo thú y thì bạn cần thật sự cần cái đam mê cho động vật với tự nhiên. Không phải là đến mức quá mức giống như là ăn chay rồi không ăn thịt này nọ, nhưng mà mình phải có cái sự yêu thích cho động vật. Và nếu mà tính ra về du học thì chắc chắn cũng sẽ có những cái khó khăn, nếu mà không phải từ điểm số hay là xã hội thì cũng sẽ có một phần đến từ gia đình. Nếu mà gia đình mà không chấp thuận thì mình cũng nên khuyên nhủ, mình cũng nên cố gắng chiến đấu, bởi vì em biết có những nhiều bạn là sẽ rất là khó với mặt đó. Dạ, anh ấy thì chắc cũng giống như
ba cũng kể là ba mẹ kiếm trên mạng, kiếm người ấy, thì lúc đó em thật sự là mình không có đi kiếm ấy, mà rất là đa phần là do ba mẹ với chị mình kiếm. À, cái chị khá là thân thiện, mình thì tính ra cũng là thằng rất là ít nói, rất là tính là ngại, nhưng mà cái chị ấy rất là thân thiện, rất là cố gắng tiếp xúc với lại trò chuyện với mình để giúp mình đi. Nhưng mà với lại các chị cũng kết nối với mình trên email và Facebook, rất là thuận tiện cho mình. Chân thiện, nhanh chóng và hiệu quả. Nếu bạn thấy hay, hãy bấm like, share. Nếu muốn biết thêm thông tin, hãy bấm vào subscribe. Và nhớ nhấn vào cái chuông để được thông báo nhé.